Em xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với kênh Tuyên Phú Audio. Thưa các bác, thì thời gian vừa qua thì có khá là nhiều bác đã đặt mua bên em DAC X6 hoặc là đặt mua TUBI 03 E. Đó thì khi cũng có rất là nhiều bác hỏi em là kết hợp giữa TUBI 03 và DAC X6 có hay không? Đó, và cách kết nối nó như thế nào? Đó thì hôm nay thì chúng em cũng có một câu trả lời cho các bác là khi kết nối giữa hai thiết bị này với nhau trong một dàn âm thanh thì nó cho ra âm thanh rất là hay. Đó. Còn nếu như các bác chỉ dùng một trong hai thôi thì nó chỉ ra được cái chất âm là 70% thôi các bác nhé. Đó. Thì đây thì em đã chuẩn bị sẵn cho các bác là một bộ giải mã DAC X6 màu đen bên tay phải màn hình các bác và một con TUBI 03 E màu bạc bên tay trái màn hình các bác. Đó. Thì tín hiệu thì là các bác đa số bây giờ chúng ta sẽ sử dụng tín hiệu từ Smart TV, đúng không ạ? Đó, sử dụng từ tín hiệu từ Smart TV hoặc là các bác có sử dụng qua đầu Android Book, đó, đầu chạy mạng đó, nói nôm na đầu chạy mạng các bác nhé. Đó thì vậy thì chúng ta kết nối như thế nào và để xem chất âm có hay không. Thì đầu tiên thì em sẽ cho các bác nghe thử cái chất âm, đó là so sánh giữa không có hai thiết bị này là chúng ta chạy không, và khi có hai thiết bị này thì chúng ta chạy như thế nào. Thì chúng ta sẽ có hai bài test, hai cách làm hôm nay. Là thứ nhất là em sẽ hướng dẫn các bác cách kết nối, và sau đó thì em sẽ test cho các bác nghe là giữa có hai bộ này và không có bộ này, đó, nó sẽ cho ra chất âm như thế nào. Đó thì đầu tiên thì là chúng ta sẽ dùng cổng quang, đúng không ạ? Đây, em sẽ quay cái này, hai cái này quay về phía sau cho các bác dễ nhìn. Đó, để chúng ta có thể kết nối nhé. Đó. Thì đầu tiên thì em sẽ chọn một cái cổng quang. Đây các bác có thể thấy này, cổng quang vẫn đang sáng đèn đỏ nhé, là đang có tín hiệu này. Đó thì em sẽ cắm nó vào chiếc DAC X6. Và các bác lưu ý là khi các bác cắm thì phải chọn đúng hướng nhé, thì nó mới vào được nhé. Đó. Vậy chúng ta đã cắm xong này. Thì tiếp theo, đó, các bác lấy cho em một cái dây 3.5 như thế này, làm đầu ra nhé các bác nhé. Đó, làm đầu ra. Đây, đầu ra thì nó có ghi là chữ đầu ra bên này, out này, R out và N out, các bác nhìn thấy không ạ? R out và N out thì các bác cắm vào đây cho em, đỏ vào đỏ, trắng vào trắng nhé. Đó. Đầu còn lại thì chúng ta phải cắm vào đâu? Đây, cắm nó hơi khó. Rồi. Đầu còn lại tháo ra đây nha. Đây. Đầu còn lại của nó thì các bác lại phải cho vào đường in của con TUBI 03. Đó. Đầu còn lại các bác cho vào đây theo. Vậy là đã xong này. Và tiếp theo đường cuối cùng. Đó, đường cuối cùng thì các bác sẽ cắm cho em là cũng là đường này, các bác nhìn này, audio output này. Đó thì các bác cắm cái vào đường này cho em. Sau đó chúng ta đầu còn lại của AV Hoa Sen chúng ta sẽ cắm vào van. Đó, và bây giờ thì em sẽ quay nó về phía trước. Đó, quay nó về phía trước để chúng ta có thể là cắm vào van dễ dàng hơn. Rất là dễ sử dụng phải không ạ? Rất là dễ kết nối luôn. Đó, đầu còn lại AV Hoa Sen chúng ta sẽ cắm vào đường AV1 hoặc AV2 tùy các bác. Đó. Rất là dễ thôi. Vậy là chúng ta đã kết nối xong. Đó. Và bây giờ thì em sẽ quay về phía sau cho các bác nhìn này, và hướng dẫn qua cho các bác xem này. Đó. Đầu tiên này là con DAC X6. Thì chúng ta cắm quang tín hiệu nhạc vào đây. Còn DAC X6 là tín hiệu nhạc điện tử, nó digital. Sau đó nó sẽ chuyển sang analog. Thì analog nó là đây, nó sẽ ra đây. Và sau đó là sang con TUBI 03. Đó, nó sang TUBI 03 đây này các bạn này. Đấy. Và khi vào TUBI 03 đèn này, nó lại chạy ra đây. Đó, nó sẽ ra đây. Và cuối cùng tín hiệu nó sẽ xuống con vang nhé các bác nhé. Tín hiệu xuống vang cuối cùng. Đó, vậy là chúng ta đã kết nối xong. Đó. Thì khi kết nối xong rồi thì điều tiếp theo chúng ta làm là sẽ phải cấp nguồn. Đó, cấp nguồn điện cho hai thiết bị này. Thì em đã chuẩn bị sẵn là dây nguồn để có thể là cấp nguồn cho thiết bị. Đó, dây nguồn của nó thì nó kèm theo trong hộp các bác nhé, kèm theo trong hộp cho các bác. Đó, thiết bị 1 đã xong mà giờ là chuyển sang thiết bị 2. Đó, rất là nhiều bước đấy các bác. Kết nối xong rồi chúng ta sẽ phải chuyển cổng cho nó nữa. Rồi ok, em đi đèn ở đây này, đúng không ạ? Vậy thì với chiếc này chúng ta đang sử dụng là qua cổng optical, đúng không? Cổng quang thì các bác nhớ là gạt lên quang cho em này. Đó, chuyển quang xong rồi đến thiết bị này thì là chúng ta đang sử dụng một thiết bị là đường vào là AUX2. Đó, AUX1 của thiết bị này nó sẽ là 3.5. Đó, còn AUX2 thì nó sẽ là đường AV hoa sen, thì các bác sẽ phải chuyển cổng AV sang AUX2 cho em này. AUX1 này. Rồi là sang AUX2 cho các bác nhé. Đó. Và việc còn lại của chúng ta bây giờ là chỉ việc là mở nhạc lên và nghe thử thôi các bác nhé. Đó. Vậy thì bây giờ em sẽ mở nhạc lên này. Đó. Được chưa? Và to nhỏ đây đều được nhé. Đó, các bác có thể to nhỏ đây được. Tăng bass chép vào đây này. Đây em giảm hết bass chép này. Tăng bass lên các bác nhé. Đó. Và em sẽ cắm trực tiếp là từ cổng mạng. Đó, cổng mạng là không qua, chúng ta sẽ không qua hai con này. Đó, em sẽ cắm vào cổng vang là đường AUX2. Đó. Đường vang thì sẽ là đường AUX2 nhé. Và bây giờ là chúng ta đang đang chạy hai thiết bị này. Và bây giờ em sẽ chuyển sang AUX2 ở trên vang. Đó, thì để xem là nó không qua hai thiết bị này nó có hay không. Xin mời các bác này. Đó, đây là không có hai thiết bị này. Nghe tiếng rất là chán đúng không ạ? Nghe rất là khô. Tiếng nó không được sâu các bác nhé. Và bây giờ sẽ chuyển về AUX1 để chạy qua hai thiết bị này các bác nhé. Rồi AUX1. Đó. Tiếng nó sắc, nó đầy âm hơn nhé, đầy âm sắc hơn các bác nhé. Đi qua hai thiết bị này thì tiếng nó sẽ đầy đủ âm sắc hơn các bác ạ. Em chuyển lại sang thiết bị vang không qua hai thiết bị này nhé, để xem là thế nào. Nghe tiếng nó nông hơn rất là nhiều đúng không ạ? Em chuyển lại về ban đầu cho nó. Đó. Đó là một cái sự kết hợp rất là tuyệt vời giữa DAC X6 với TUBI 03 E. Đó, thì hiện tại những cái bộ giải mã và TUBI này đang được bán tại Tuyên Phú Audio. Thì các bác có quan tâm thì vui lòng để lại bình luận bên dưới, hoặc là để lại số điện thoại, nhân viên bên em sẽ tư vấn cho các bác. Hoặc là các bác gọi trực tiếp về số 0978503822 để được bên em hỗ trợ. Em cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi video của chúng em. Nếu có thấy hay thì like và đăng ký kênh để được theo dõi những video tiếp theo. Em xin chào các bác.